Phát xin chào bạn. Sau đây đang phát xin giới thiệu các bạn cần tay Shimano hiện nay đang đang phân phối 3 size 4m50 và 5m40 và 6m30. Đang review phần hộp bên ngoài, phần đây là cần 6m3 Shimano sản xuất các bạn nhé. Bên trong là hộp mà nhựa. Đây các bạn. Khá đẹp. Khá bắt mắt các bạn. Đang sẽ bỏ phần hộp cắt tông ra ngoài đỡ vướng. Đây là Shimano các bạn. Review bên ngoài các bạn, sản phẩm bên ngoài các bạn. Đây phần vỏ hộp. Sẽ bóc ra bạn xem. Đang review cây cần 6m3. Chắc chiều dài của 4m50 và 5m40 là khác nhau về độ dài thôi, chẳng là chất liệu và màu thì cũng giống nhau các bạn. Đây màu này. Màu xanh các bạn, đây, màu xanh các bạn nhé. Dưới màu thật bạn đấy, chọn màu xanh rất bóng các bạn, đẹp. Đây phần nắp bịt các bạn. Đây màu xanh tím than. Đây phần chuôi cần đấy các bạn. Đấy, chuôi này chống trượt đấy các bạn. Đấy, thiết kế rất đặc biệt, khác những dòng khác. Đấy, có hẳn chuôi các bạn, không phải thêm bọc nữa các bạn. Đấy, rất đẹp nha các bạn. Cầm rất ôm tay, các bạn gặp hàng thì không bị trượt được. Đấy, nếu các bạn không dùng dây bảo hiểm thì không sợ trượt đâu nhé. Đấy, được cần này 6m3 và 6H đấy các bạn nhé. Kyoku. Đấy, đang sẽ tháo từng đốt một các bạn xem. Nắp bịt. Chống trượt hoặc là chống mòn. Đấy, mở đây bạn. Có chống trượt và chống mòn hết các bạn nhé. 6H. Đây là phần đít. Đang sẽ chuyển đến bên ngọn và đo chiều dài thì thu gọn các bạn. Kia nó có thông số nhưng mà đang vừa bỏ ra ngoài rồi. Đây đầu alo. Đầu alo này cũng xoay 360 độ các bạn. Đấy, bạn nhìn này đang xoay đấy. Đo đường kính của đốt ngọn các bạn xem. Kính đốt ngọn là đo chuẩn thực tế là 1 ly 2 gì đấy các bạn. Đấy, tầm 1 ly 2. Ly 2 thôi. Đây. Phối màu từng đốt một cho các bạn. Đây phần phối màu. Phần 6m3 này là 6 đốt các bạn nhé.
À, đốt ngọn là 6 đốt đây. Với màu bạc và màu xanh đen, ba màu tông màu chính. Đường kính gốc đo luôn cho các bạn là gốc đoạn này, đoạn này đang đo giữa nhé. Đây là 22 các bạn. Rồi. Chiều dài thu gọn quả cần. Chiều dài thu gọn của cần là 1m02. À, cân nặng. Đây, đang sẽ cân nặng cần 6m3 đây bạn nhé. Cái cần kia thì Hải đang sẽ ghi thông số sau, vì cái này bóc ra mất thời gian lắm. Hải đang sẽ bóc và cân từng chi tiết từng cần một. 6m3 là 292g. Là Hải đang đã bỏ đầu bịt ra rồi các bạn nhé. Hải đang đang bỏ cái đầu bịt này ra này này. Đấy. Thì nó sẽ giảm độ nặng, và nó, đa số là các bạn câu thì các bạn bỏ này ra thôi. Nhưng mà cân không cân đầu bịt là chuẩn. Đấy, 292g. Đấy. Đây, mã số của cần đây. Đấy, Shimano. Cũng có tem cảnh báo đây các bạn. 6m3 6H. Đấy, Hải đang rất bóng, rất đẹp các bạn. Hải đang fishing vừa giới thiệu các bạn cần Shimano này. Đấy. 6m3 và 6H, độ cứng 6H các bạn nhé. Trọng lượng là 292g. Hải đang fishing, xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Ram Fishing.